Kênh Công Bố An xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn một công thức nấu nước ngâm chân gà xả tắc chuẩn ngon. Với công thức này các bạn có thể làm để ngâm chân gà mình ăn hay là mình bán đều rất là ngon nha. Xem video nếu thấy hữu ích thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật các video mới khi kênh ra nha. Còn bây giờ thì mình xin mời các bạn xem qua nguyên liệu và cách làm nha. Công thức nấu nước mắm mình sử dụng ở đây là 300ml nước mắm nha. Và 300ml nước giấm thì mình sử dụng loại nước giấm tinh luyện nha. Và 700ml nước, 50g đường cát trắng. Mình sử dụng hết bịch đường này là 500g nha. Và mình cho hết các gia vị vào ở trong nồi để mình nấu nha. Bật bếp mở lửa lớn và mình sẽ khuấy đều để phần đường không bị lắng dưới đáy nồi và bị cháy nha. Mình khuấy cho nó tan hết gia vị ra. Khi mà đường tan ra hết rồi mình đậy nắp lại cho nước nhanh sôi. Nước sôi lên các bạn mở nắp ra và mình bớt bỏ bột. Hớt bỏ sạch bột rồi thì mình để thêm tầm 3 phút nữa. Sau đó các bạn tắt bếp và mình sẽ nhấc ra để trước máy quạt cho nước ngâm nhanh nguội nha. Nước ngâm mình để cho thật là nguội rồi thì các bạn cho hết các nguyên liệu đã chuẩn bị vào và mình cho nước vào để mình ngâm thôi. Với cái công thức nước ngâm này thì các bạn nấu và ngâm cho 1kg đến 1,5kg chân gà nha. Mình trộn đều lên nha. Và lúc này thì mình có thể ăn luôn được rồi. Nhưng chưa có được ngon nha các bạn. Các bạn mình đậy nắp lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh tầm 3 tiếng rồi mình lấy ra để chân gà được thấm và ăn ngon hơn nha. Đậy nắp lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh tầm 3 tiếng mình lấy ra và thưởng thức nha. Xem video nếu thấy hữu ích thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để khi mình ra video mới sẽ thông báo đến cho các bạn biết nha. Còn bây giờ mình tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn tiếp theo nha.